vị thân mến, hiện tại đang là 22:30 và Nhật Hằng đang có mặt tại Minh Tuấn Mobile, một trong những địa điểm mở bán chính thức iPhone 16 Series đầu tiên tại Việt Nam. Và như quý vị có thể thấy thì hiện tại không khí của chúng ta đang vô cùng náo nhiệt và sôi động. Và hãy cùng theo chân Nhật Hằng để xem thử sự kiện mở bán chính thức đặc biệt này sẽ có gì nha. Năm nay thì Minh Tuấn Mobile quyết định là tổ chức tại điểm cửa hàng. Tại vì Minh Tuấn Mobile muốn dành ra một chút tâm sức để cùng ủng hộ cho bà con đồng bào khắc phục lũ, bão lũ Giao Ghi cái đợt vừa qua. Cho nên thành ra thì sẽ không tổ chức tại Lê Duẩn nữa mà quyết định tổ chức tại 3 điểm tại cửa hàng. Sức nóng của iPhone 16 series thì có sự thu hút hơn năm iPhone 15 series năm ngoái. Tại hệ thống thì ghi nhận hơn, tới thời điểm này thì ghi nhận hơn 15.000 lượt đăng ký. Mình chọn là Titan sa mạc 6 Pro Max. Tại vì cái màu Titan sa mạc này nó cũng có hơi ánh hồng, thì mình thấy nó cũng cảm làm nó nữ tính. Và mình cảm thấy thích màu này, nó đẹp hơn những dòng iPhone mọi năm trước. Mình chọn iPhone 16 Pro. Mình cảm thấy là cái thứ nhất là kích thước của nó vừa với lại tầm tay của mình. Nó có nâng cấp một chút về cái kích thước cho nên là mình cảm thấy vừa. Còn đối với 16 Pro Max thì nó sẽ to hơn. Đối với những người tay nhỏ như mình thì cầm sẽ rất là bất tiện, cho nên là mình chọn 16 Pro. Và với không khí ở đây thì quý vị cũng có thể thấy rằng là nếu như mà có bất kỳ tính năng mới nào thay đổi hoặc là có bất kỳ sự điều chỉnh nào thì chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được sức nóng của iPhone series cũng như là Apple. Và hãy cùng theo dõi Cafe Tech để cập nhật cùng với chúng tôi những thông tin mới nhất nha. Quả là một tuần sôi động của thế giới công nghệ và hiện tại tôi đang có mặt tại sự kiện ra mắt Xiaomi 14T Series. Và hãy xem thử sự kết hợp lần này giữa Xiaomi và Leica sẽ mang đến điều gì đặc biệt nha. Xiaomi đã chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam Xiaomi 14T Series, sự kiện ra mắt với không khí sôi động, hào hứng, quy tụ nhiều gương mặt trong giới công nghệ, chứng tỏ sức hút mãnh liệt của thương hiệu Xiaomi đối với người dùng Việt Nam. Với Xiaomi 14T Series lần này, Xiaomi mang đến một thiết kế ấn tượng, màn hình sắc nét và hiệu năng mạnh mẽ. Đặc biệt, sự hợp tác giữa Xiaomi cùng với Leica đã mang đến hệ thống camera với chất lượng ảnh vượt trội, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Không chỉ dừng lại tại đây, tại sự kiện, Xiaomi còn giới thiệu những sản phẩm ấn tượng khác nằm trong hệ sinh thái của mình như Redmi Watch 5 Lite, Xiaomi Buds 5. Có thể nói, Xiaomi đang không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm của mình, mang đến cho người dùng những trải nghiệm liền mạch và tiện lợi nhất. Hãy cùng chờ đón những sản phẩm tiếp theo của Xiaomi trong thời gian sắp tới. Và đó là những trải nghiệm nhanh cùng Cafe Tech với hệ sinh thái được Xiaomi giới thiệu tại thị trường Việt Nam năm 2024.